tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn. Tí nữa chúng ta sẽ có một cái ví dụ rất là thực tế, thực chiến luôn, làm sao để cho cái bảng cân đối kế toán nó hoạt động mà được chạy ra được cái kết quả kinh doanh. Vì rốt cuộc thì hệ thống kế toán đẻ ra chỉ để phục vụ doanh nghiệp thôi mà, để tao biết lãi lỗ thế nào, nếu mà nó không hoạt động được thì ai cần nó tồn tại, đúng không? Vì mình cũng biết là lớp mình là đại đa phần là mới tinh luôn, cho nên là cố gắng nếu mà buổi sau vẫn không hiểu thì chúng ta sẽ cứ làm ví dụ thôi, làm ví dụ là hiểu. Em xong rồi. Mình chuyển sang cái hình thứ hai nhé. Vẽ cái hình chữ T hả thầy? Đúng rồi. Chứ mình đâu có ghi chữ gì đúng không? Em không thấy chữ gì hết, chỉ có thấy hình chữ T. Có chỗ này trong mọi hạch toán nghiệp vụ này, cái cột ô trên là tổng phát sinh có bằng tổng phát sinh nợ này. Đã. Ok, có dưới là chỉ vẽ cái hình thôi. Vẽ hình với chị lấy cho em một cái đường nối nhé. Thầy ơi, thầy zoom cái màn hình giúp em với. Đó. Nó bé quá, vẫn nhỏ quá, hay sao? Dạ em thấy. Vâng, em thấy rồi, em thấy rồi ạ. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu. Mọi người nhớ cái đồ hình này nhá. Mình sẽ hướng dẫn cách để mọi người xác định được hạch toán như thế nào. Mua hàng hóa nhập kho, tài khoản 156 chưa thanh toán cho người bán. Thì mọi người cứ hình dung là cái số lượng nhập kho tài khoản hàng hóa là 150 triệu nhưng mà mình chưa thanh toán cho người bán. Thì bước 1 của mình ở đây ấy, là mình xác định bản chất giá trị tài khoản tương ứng đối tượng kinh tế có phát sinh thay đổi trong nghiệp vụ mình đang làm. Hàng hóa nhập kho ấy, thì trong hệ thống tài khoản 133 cũng như 200 ấy, người ta quy định hẳn là một cái tài khoản 156. Nó là gì? Đơn giản thôi, tên của nó là hàng hóa. Khi mà mình mua hàng hóa về thì hàng hóa trong doanh nghiệp mình tăng 50 triệu đúng không? Dạ đúng rồi. Tăng 50 triệu. Mọi người không cần phải nhớ tài khoản đâu nhé. Đang chỉ nói về cái thông tin kinh tế thôi nhé. Thông tin về giá trị hàng hóa mình tăng hay giảm. Vì mình đang chưa thanh toán, cái câu chưa thanh toán rất quan trọng. Thì trong bảng hệ thống tài khoản, nó có riêng một cái tài khoản là tài khoản 331. Công nợ phải trả nhà khẩn cấp. Theo mọi người nhé, mình chưa thanh toán cho người ta thì công nợ phải trả người ta tăng hay giảm? Chị Phiên cho em ý kiến xem nào. Chẳng bây giờ mình chưa nợ họ cái gì cả, tự dưng mình đi mua nợ, mua xong mình chưa thanh toán tiền thì cái phần giá trị công nợ phải trả người ta nó tăng hay nó giảm? Tăng. Rồi. Cái quan trọng nhất là xác định đối tượng kinh tế nào tăng hoặc giảm. Thì bây giờ mình đến khoản hạch toán. Hạch toán thì mọi người cứ ốp cái công thức kia vào. Bước 2 thì đơn giản thôi, vẽ cái đồ thị chữ T ra. Vẽ như này ra cho em cho mình. Bước 3, điền tên tài khoản có thay đổi về giá trị vào. Mình đã xác định được rằng có hai chỉ tiêu kinh tế, đấy là hàng hóa, giá trị hàng hóa thay đổi và công nợ phải trả nhà cung cấp thay đổi. Mọi người cứ hình dung cái chữ T này này. Bên trái nó là bên nợ, bên phải nó là bên có. Cái đầu 1268 là tài khoản tăng bên nợ. Đây này, mọi người nhìn chỉ số tài khoản 156 nhé. Số đầu tiên của nó là số 1 đúng không? Mọi người B luôn cho em vào. Bên trái là nợ, bên trái là phát sinh nợ. Cái mũi tên này này, chỗ vùng này này, nó chỉ là phát sinh bên nợ. Còn cái mũi tên nó chỉ cái vùng này ấy, tức là cái nghiệp vụ kinh tế ấy, nó đang phát sinh có. Ở đây là cái tài khoản 331 này, số đầu tiên của nó là số 3. À, công nợ phải trả cung cấp nó đang tăng. Thì mình điền vào bên có nợ 1268, tức là tăng bên nợ 50 triệu, điền 50 ở đây. Tiếp tục này, có 3457, tức là những tài khoản đầu 3 thì mình sẽ thể hiện cái số tăng của nó ở bên phát sinh có. Ở đây là đầu 3 đang tăng 50 triệu đâu, mình sẽ để 50 triệu ở đây. Ok. Đây đúng với cái phương châm ban đầu của nguyên lý kế toán luôn. Tổng phát sinh nợ phải bằng tổng phát sinh có. Hay mình lấy thêm một ví dụ nữa nhé. Lấy thêm ví dụ kia nhé. Sau khi mình đã vẽ được đồ thị chữ T ấy, thì bước 4, hạch toán diễn giải. Hạch toán diễn giải với giải nhiệm vụ kinh tế. Đây này, bây giờ mọi người cứ ôi à lùng xô luôn thôi. Đây, 156 là nợ thì có tài khoản 331. Đây là đúng chất nội nào, B công thức mà vào nhé. Chúng ta quay lại cái nhiệm vụ ban đầu. Bây giờ chỉ cần điền vào thôi, 50 triệu. Bây giờ cho mọi người thể hiện trên đồ thị luôn này. Đây mình có để cái chỗ kết quả này. Phân tích các đối tượng kinh tế. Nhớ cái câu các đối tượng kinh tế nhé. Cái câu rất quan trọng, mọi người phải hình dung là cái giá trị gì trong cái bảng cân đối tài khoản nó sẽ tăng, hay là giá trị gì của công ty mình nó sẽ tăng, hay cái gì nó sẽ giảm. Cái này rất là quan trọng. Còn số liệu tài khoản thì để sau. Nãy mình cho mọi người xem cái chữ T rồi đâu. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem tiếp chữ T nó ở đâu nữa. Là cho chạy hạch toán từ đây, xong nó sẽ chạy lên được cái bảng cân đối tài khoản mà mình đã tìm hiểu từ đầu giờ đến giờ ấy. Mọi người thấy giống không? Dạ có. Chị Lê Thi ơi,
chị có thấy đồng không? Dạ. Chị Khuyên, chị có thấy em thấy ok rồi. Nhá Phương Ngân, em có nhìn ra thì ok nhá. Kim Chi, Kim Chi chắc chắc khỏi hỏi đúng không? Em lên cái này rồi thầy ạ. Hỏi xác nhận cho nó chắc. À, Thanh Thúy, chị Thanh Thúy có này, cái này hay lắm nên cố học. Mỹ Dung, dạ em thấy rồi. À, chị Kim Tuyền, dạ em thấy. Bây giờ có mỗi đồng chí Vũ Thị Diệu không có đấy không? Em có thấy thầy ạ. À, ok, thế là mừng rồi nha, hiểu được chữ T này coi như là làm cái quán được rồi. Rồi bây giờ một ví dụ nữa cũng trải cái phương pháp mà thủ công. Bây giờ đến phần nghiệp vụ tiếp theo của giáo trình. Mọi người cứ yên tâm là chúng ta sẽ học từ từ thôi, học mà hiểu chứ không phải học chạy tiến độ. Ở đây là chi tiền mặt trả lương cho người lao động. Xóa này đi này. Chi tiền mặt tài khoản 111 trả lương cho người lao động. Và bà Tư, tiền là 30 triệu. Rồi, rồi mình quay về phương pháp thủ công truyền thống. Đây, đầu tiên xác định giá trị tài khoản tương ứng với đối tượng kinh tế phát sinh. Đề bài người ta đã nói rõ được là hai đối tượng thay đổi, tiền mặt với lại phải trả người lao động 111, và thứ hai là 334 phải trả người lao động. Rồi, chị Lệ Thi ơi, chị xác định đối tượng cho em nhé. Tiền mặt là đây, cái này. Tiền mặt là giảm, tức là mình chi tiền mặt ra đúng không? Rồi, em nghĩ là sai. Dạ. 30 triệu. Tiếp tục, tài khoản 334 phải trả cho người lao động, theo chị là tăng hay là giảm? Dạ. Giảm luôn. Xuất sắc. Rồi, bước 1 là xác định được đối tượng kinh tế thay đổi của từng đối tượng về giá trị tiền. Mình đã xác định được rồi nhé. Bước 2 là mình vẽ đồ thị kinh tế. Giảm 30, cái này cũng giảm 30 này. Giảm, giảm. Theo chị bây giờ cái tài khoản 111 là mình để ở chữ T nào? Áp dụng cái công thức thủ công. Nếu mà nợ 1268 thì nó phát sinh tăng ở bên nợ, và ngược lại thì nó sẽ phát sinh giảm ở bên có. Theo chị nó ở đâu? Ai vừa phát biểu ấy nhỉ? Yeah. Thì đúng. Yeah. Thì đúng rồi, nhưng mà chị lấy thi chị có đồng ý với ý kiến đấy không? Và áp dụng khẩu nợ 1268. Nó đã tăng bên nợ thì nó phải giảm ở bên có. Tức là những tài khoản đầu 1, đầu 2, đầu 6, đầu 8 nó tăng bên nợ và nó giảm ở bên có. Vậy là bên còn màu xanh mới đúng. Đúng rồi. Chị xác nhận chưa? Đây là nó đang giảm đấy. Xác nhận nhá. Ok. Nha. Tài khoản này nó sẽ tăng bên nợ vì khẩu quyết của mình là nợ 1268, nó sẽ tăng ở bên nợ. Nếu mà nó tăng nó phải để bên này cơ, nhưng trong trường hợp này nó đang giảm thì nó phải ở bên có. Được, thì phụ bên có. Tiếp tục, tài khoản 334 phải trả người lao động. Tài khoản đầu 3 thì nó sẽ tăng ở bên có và nó giảm ở bên nợ. Thế thì theo chị thì để đầu 3 ở đâu? 3 là mập cọp bên tay phải. Chốt chưa? Chốt nha, có 3457 nha. Tức là nếu mà để bên này thì nó sẽ là có phát sinh tăng giá trị của nó lên. Còn đây là nó sẽ phát sinh giảm giá trị của nó, được chưa? Về nha, chốt nha. Tài khoản 111 nó ghi là giảm 30 triệu. Vẫn cái khẩu quyết vừa rồi thôi. Nợ 1268. Tức là tài khoản đầu 1 nó phát sinh bên nợ là bên tăng, còn bên có là bên giảm. Có là tài khoản 111 nó sẽ giảm ở bên phát sinh có, được chưa? 30. 334 vẫn cái khẩu quyết vừa nãy. Có 3457. Nếu mà phát sinh tăng ở bên có rồi ấy, những tài khoản đầu 3 ấy, cái số 3 ở trước cái 334 này, thì ngược lại nó sẽ giảm vào phát sinh nợ. Thì mình đã xác định đối tượng kinh tế phải trả người lao động là nó giảm. Thì mình sẽ điền vào 30. Nó có cân bằng không? Tổng phát sinh có này bằng tổng phát sinh nợ này. Khi xong được cái bước vẽ đồ thị chữ T này, điền tên tài khoản và có thay đổi về giá trị vào nhé. Bước 4 là hạch toán nợ, ở đây là mình sẽ nợ 334, có ở đây là 111. 80. Mình xong được bước vẽ đồ thị rồi này. Mình đã xong được cái tiền tê tài khoản và có thay đổi về giá trị rồi. Bây giờ mình đến bước cuối cùng là hạch toán diễn giải nghĩa vụ kinh tế. Bây giờ mình chỉ cần điền thôi mà. Nợ đây nợ 334 này, có 111 này, ghi số tiền vào 30 triệu. Số tiền 30 triệu. Bây giờ mình sang cái bảng cân đối tài khoản. Đó. Mọi người thấy giống chữ T mình phân tích 4 bước vừa rồi không? Chị Diệu ơi, em có thấy khớp không? Dạ có rồi. À, Mỹ Nhung hiểu không? Dạ hiểu. Mọi người cố gắng nhé. Đây mình đang học là mình lấy cái chất chứ không phải lấy tiến độ. Cho nên là hiểu được cái chữ T này thì mới làm kế toán được.